Chuyến đi của thầy trò chúng tôi về thăm đất Phật vậy là đã kết thúc. Đây là những giây phút sau cùng của chuyến đi. Kể cũng lạ, trời hôm ấy mưa như chút nước, cảnh vật trở nên lưu luyến trong giờ phút chia tay. Chiếc xe lao nhanh trong cơn mưa chở chúng tôi ra phi trường để đón chuyến bay về lại Việt Nam. Những làng mạc, thôn xóm cách đây ít lâu còn là những khung cảnh lạ lẫm, chứa đựng nhiều háo hức tìm hiểu, giờ đây trở nên thân quen gần gũi, như muốn níu chân thầy trò chúng tôi ở lại. Vài chục ngày hành hương trên đất Phật chợt ùa về như một đoạn phim quay chậm những điều đáng ghi nhớ nhất của chuyến đi. Vùng đất của Vương quốc Ma Kiệt Đà khi xưa nay trải dài trên khu vực của bang Uttar Pradesh và Bihar với những làng mạc thanh bình nhưng kém phần phát triển. Đa số người dân vẫn sống bằng nghề nông, cuộc sống chỉ vừa đủ cho những nhu cầu cơ bản. Cuộc sống giản đơn, thuần phác, thấm đẫm đức tin tôn giáo, vẫn như thiếu một điều gì để có thể được gọi là thiểu dục chi túc. Trở lại với vùng đất in dấu chân Đức Thế Tôn, ngày ngày còn tại thế, chúng tôi mang nặng tấm lòng tri ân vùng đất này và muốn làm thêm nhiều nghĩa cử đối với người dân nơi đây để cuộc sống của họ bớt đi những cơ cực. Vậy là ước mong của một người con Phật đã được thành tựu. Chúng tôi đã đặt chân đến vườn Lâm Tỷ Ni, viếng thăm nơi Hoàng hậu Maya tự cảnh vô ưu đản sinh Đức Phật và tận mắt nhìn thấy dấu tích được ghi một cách huyền ảo trong sử sách. Chúng tôi đã đến Bồ Đề Đạo Tràng, đảnh lễ Đại Bảo Tháp và được đắm chìm trong không gian vi diệu của nơi Đức Thế Tôn thành đạo dưới cội Bồ Đề, nghe tâm mình như có sự lay động từ sâu thẳm nhiều đời qua. Thánh tích thứ ba mà chúng tôi ghé thăm đó là Lộc Uyển với Bảo Tháp Đa Mếch. Và tìm trong khu vườn hôm nay những âm vang của bài thuyết giảng đầu tiên sau khi Ngài thành đạo, một sự kiện mang tính quyết định đối với sự tồn tại của Phật Pháp tại thế gian. Chúng tôi cũng đã hòa mình trong dòng Phật tử từ khắp năm châu kính viếng nơi Đức Phật nhập diệt tại thánh tích Kusinaga. Ngẫm ra, Ngài cũng đã chịu hết một vòng sinh tử như bất kỳ một người nào trước khi nhập Niết Bàn, giải thoát vĩnh viễn. Linh Thiếu Sơn, ngọn núi linh thiêng đã ghi tạc trong hồn đất đá cỏ cây những bài kinh đại thừa, quan trọng nhất vẫn được lưu truyền đến hôm nay. Ngồi trên cáp treo, bước đi trên những bậc thang xi măng phẳng lì, phóng mắt nhìn ra tứ bề trùng điệp cây rừng treo leo, chúng tôi thấy quyết tâm tu tập tìm đạo giải thoát của người xưa thật khó nghĩ bàn. Học viện Nalanda, một trong những trường đại học danh tiếng nhất thế giới vào thế kỷ thứ 7, đã từng lưu giữ tên tuổi của các bậc thánh nhân như Ngài Huyền Trang, đã ghi vào trang sử Phật giáo một bước ngoặt đau thương khi bị tàn phá đẫm máu vào thế kỷ thứ 11. Nhiều thế kỷ đã trôi qua, những cột đá A Dục Vương may thay vẫn còn đứng đó sừng sững như những chứng nhân sống của mọi sự kiện được ghi trong sử sách. Dòng sông Ni Liên Thiền vẫn chảy trong xanh như chưa một lần dừng lại kể từ khi Đức Thế Tôn vượt qua con sông và đi đến một quyết định tối hậu cho con đường cầu đạo của mình. Cuối cùng là sông Hằng, con sông đã gắn với bao lời giảng của Đức Phật. Chúng tôi cũng đã có duyên lành được đón buổi bình minh trên sông và chứng kiến giây phút cầu nguyện thành kính của các tín đồ Ấn giáo. Chuyến đi đã khép lại, những điều mắt thấy tai nghe củng cố thêm niềm tin của chúng tôi và con đường mình đã chọn. Tuy nhiên, nó cũng đặt ra những điều cần suy ngẫm. Làm thế nào để đạo Phật trở lại trên mảnh đất đã sản sinh ra đạo và mở ra con đường cứu khổ cho chính những người dân bản địa còn nhiều cơ hàn?
Có lẽ cách tốt nhất là làm sao gây dựng cho được một thế hệ Phật tử người Ấn từ tuổi bé thơ. Chính họ sau này sẽ là những thế hệ tăng ni gìn giữ và hoằng pháp đạo Phật trên đất Ấn, để đạo Phật trở lại hồi sinh và đâm chồi nảy lọc trên mảnh đất quê hương mình.